Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anti Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ sức mạnh của cái thành viên đặc biệt và thú vị này nha. Cái bé yêu này thì các bạn biết rồi đó, nó có một cái độ hổ báo không hề nhẹ tí nào các bạn à. Nghe đồn là nó có thể đam lên một cái lượng đam rất gắt nha. Anh em mình hãy cùng nhau trải nghiệm nhẹ xem. Đây là bộ ba rồng mới nhất của Dragon City nha mọi người. Ở đây thì anh em mình sẽ cho cái bé này level là tầm khoảng 45 thôi, cho nó level vừa vừa các bạn. Chứ để mà nó level 70, level mạnh quá ra quýnh người ta khó chịu lắm cơ. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ ra trải nghiệm nhẹ với đội hình của tem bạn nha. Wow, ca này thấy cũng khá là hấp dẫn nha. Bật cái sát thương nhân 2 và anh em mình tranh thủ hù dọa tem bạn phát cho vui. Giới thiệu sơ với các bạn thì nhân vật này nó có một cái khả năng đặc biệt, cái khả năng vô cùng thú vị, đó chính là knock out các bạn ơi. Khi mà cái lượng đam gây ra không đủ cho đối thủ thì anh em mình sẽ được thêm một lượt đánh nữa, và với khả năng knock out rất tuyệt vời. Nhưng mà cái này cũng chỉ là cái tỷ lệ thôi nha mọi người, chứ không phải là 100% là anh em mình quấn ra sẽ được knock out nha. Cho nên nó đi du lịch luôn rồi. Thiệt tình là thiệt tình. Wow, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với hệ Kamas. À, pha này thì anh em mình sẽ vả tem bạn. Ok, mình quất ba con cùng một lúc, tem bạn đã hồi sinh lại thêm một lần nữa. Cay quá nha. Vị trí này thì thôi mình sẽ xài tới đó là ma cà rồng nha mọi người. Ở đây thì để mình tính toán kỹ lưỡng xíu nha. Đầu tiên thì sẽ xài cái tuyệt chiêu đặc biệt trước cái nè. Lần này anh em mình ra chiêu gì đây? Wow, tuyệt chiêu của nữ hoàng Macaron, anh em mình giật đam 6 lần hả các bạn? Quá ghê gớm em. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ bật cái khả năng hút máu. Úi cha chết, chưa quên, chưa mất máu mà hút cái gì. Thiệt tình là tay ẩu quá nha. Này hơi ẩu các bạn ơi. Rồi, anh em mình tranh thủ lụm nhẹ tem bạn thêm cái nữa. Bây giờ thì wow, 65, con này 5 sao nha, hơi khoai đấy. Anh em mình bật cái sát thương nhân 2 lên và ôi không tiễn nổi luôn các bạn ơi. Không tiễn nổi tem bạn đi du lịch luôn. Rồi, victory nha. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hunter một subscribe với nha các bạn. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để Hunter ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Bé này thì bây giờ nó đi du lịch rồi, cho nên nó là anh em mình sẽ nhờ thành viên khác nha. Wow, Sinful. Bạn này là gì đây? Tấn Ben hả? Wow, made in Việt Nam mọi người ơi. Bây giờ thì anh em mình sẽ ra bật thêm cái khiên lên, tăng tỷ lệ win anh em mình lên 20% nha. À, 20% này là lượng máu với cái lượng sát thương của chúng ta sẽ được tăng lên nha. Rồi, nhưng mà tem bạn thì có một con Heroic level 70. Mà các bạn biết rồi đó, cái dòng Heroic thì nó quýnh chua lắm cơ. Và còn nó còn kèm theo Sinful nữa. Pha này hắn ta nghĩ là mình nên né đi các bạn, chứ bây giờ mình gồng với nó thì cũng hên xui lắm. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ. Tem bạn thì vẫn là level là 60 đúng không? Hệ Kamas của mình. À quên nữa, có anh đại Kamas gánh tem mà lo gì nha. Rồi, rồi, tới công chuyện rồi. Đây, pha này thì anh em mình sẽ cho cái bé yêu Macaron này ra lụm nha. Wow, tem bạn thì sẽ nhờ đến cái bé nào nữa đây? Cây nha. Bật cái khả năng đặc biệt đi các bạn ơi. Rồi, anh em mình thử tem bạn phát coi nè. Wow, kéo đường khúc à. Lần này thì bật khả năng hút máu nha. Lấy lại những gì đã mất các bạn ơi, chứ không thể nào để người ta gọi là lấy máu của mình đi vậy được. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ chuyển sang, thôi mình lụm luôn đi. Rồi, tem bạn sẽ còn một em level khoảng 70 nữa nha. Đây, bé này thì có cái chiêu gì khắc hệ với mình hay không đây? Không các bạn à. Wow, anh em mình vẫn còn đủ sức để có thể cân tem. Lần này thì bật cái khả năng hút máu lên nè. Wow, 95 và ôi cha mình lụm luôn rồi. Victory nha. Đó, tăng thêm 20% thì lượng đam anh em mình bắt đầu nó khá khẩm hơn rất là nhiều rồi. Đây, tiếp theo thì ui, có bé Chao các bạn à. Con này thuộc dòng Titan Macaron. Anh em biết rồi đó, những cái con mà thuộc dòng Titan Macaron thì nó sẽ có một cái bộ giáp của Titan kèm thêm khả năng hút máu của dòng Macaron thì rất là bá đạo luôn. Đầu tiên thì anh em mình vẫn phải nhờ đến thành viên. Đây, Heroic Kamas. Bật được khả năng miễn dịch rồi. Yeah, tới công chuyện với anh liền nha.
280.000 các bạn ơi, lượng sẽ thương tăng thêm nữa. Đó, các bạn thấy cái hệ Karma của anh em mình nó đặc biệt chưa? Chứ mình thấy là nó đặc lắm rồi đó nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ phải chạy vô thôi, chứ đứng đây chắc nó vả một cái nữa mình đi du lịch thiệt luôn ấy. Wow, ca này thì anh em mình sẽ chào đón một em level là tầm khoảng 60 nha. Rồi, tranh thủ hút, ui chà, xài chiêu đặc biệt trước. Cái con này thì anh em mình ưu tiên cái chiêu đặc biệt nha. Wow, thêm được một lượt đánh nữa. Rồi, lên bờ xuống ruộng với anh liền. Wow, 129k, ngon lành. Ok bạn ơi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với đội hình như thế nào đây? Wow, một con heroic các bạn. Con này nó còn có skin nữa. Ôi, nhìn thú vị dễ sợ nha. Rồi, anh em mình cùng nhau trải nghiệm nhẹ sức mạnh đến từ cái con heroic. Ui, baby nữa à. Wow, mọi người ơi, anh em mình đang có một cái màn trình diễn rất đặc biệt ở đây đến từ thành viên Karma Heroic. Lượng đam tăng thêm 60% kèm theo x2 sát thương. Bật lên khả năng đặc biệt lượng đam anh em mình lên tới là 574 nghe. Wow, quá tuyệt vời các bạn ơi, lượng đam quá ghê gớm em. Một chiêu thôi là dư sức đưa tên bạn về thành dưỡng sức liền. Rồi, 279, chiêu bình thường mà nó đã vậy rồi. Các bạn thấy cái con này nó xứng đáng không? Nó xứng đáng với cái danh hiệu Heroic Karma hay không nè? À, anh em mình bây giờ mình vả con này nó lại sẽ lãnh đủ trọn vẹn yêu thương nè. Đó, chiêu này quýnh 3 nhưng mà bây giờ chỉ còn có mình nó thôi. Lại một lần nữa các bạn ơi. Wow, chiêu đặc biệt. Rồi, tới công chuyện luôn. Năm 503.000 máu vừa bị thổi bay các bạn. Quá ghê gớm đến từ thành viên Karmas. Wow, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với đội hình như thế nào đây? Ô la la, ma cà rồng hai con. Một con Heroic level 70 và hai thành viên thuộc hệ ma cà rồng. Một là nữ hoàng ma cà rồng và hai là... Ui chà, cái con Karma này nó quýnh kinh khủng thiệt các bạn ơi. Không đùa với nó được đâu nha. Con này mà một mình mà đưa ra mà nó gánh cả tem luôn ấy. Thêm một phát nữa nè. Wow, lại miễn nhiễm. Tầm này thì mấy chú tụi gì quýnh với anh. Đây, pha này thì anh em mình xài tuyệt chiêu đinh ốc cái nha. Rồi, bây giờ thì đến với hệ kha. Ơi, đến với cái hệ gọi là gì ta, ma cà rồng các bạn à. Ma cà rồng bất chợt quá nhiều khi quên. Ui, nữ hoàng ma cà rồng đang giật đam cờ quá nguy hiểm, nhưng mà anh em mình đang bật được sát thương. Wow, 593.000. Ui, lượng đam rất kinh khủng đến từ anh bạn Karma các bạn ơi, Heroic. Wow, bé ấy dường như lên một cái tầm cao mới luôn rồi. Miễn nhiễm sát thương liên tục và chịu đựng những cái đòn đánh rất đau của tên bạn, nhưng mà dường như là không thấm tháp gì với chú ấy cả. Một mình có thể cân được 3 thành viên. Ôi, bây giờ thì các bạn thấy rồi đó, sức mạnh kinh khủng chưa nè. 262 các bạn à. Rồi, pha này thì vả nhẹ tem bạn cái nè, 60% đúng không? 136. Tiếp theo thì anh em mình bật, lần này là mình không quýnh tem bạn mà mình bơm máu cho chính mình thôi. 40.000. Ôi, cố lên thêm phát nữa. Lần này thì mình sẽ vả hai con của tem bạn cùng một lúc. Ôi, cái chiêu này nó còn phá cái... đây các bạn ơi, nó còn phá thêm cái khả năng hồi sinh của tem bạn luôn nha. Wow, ca này hơi bị đặc biệt nè các bạn. Con này nó sẽ có cái chiêu hồi sinh nè các bạn. Đây, nhưng mà nó đã bị phá rồi. Ôi, cái chiêu đầu tiên này quá đỉnh luôn ấy. Ôi, bây giờ thì anh em mình sẽ nhờ đến cái thành viên này xem. Đây rồi. Wow, bây giờ thì anh em mình sẽ bế nhẹ tên bạn cái luôn nè. Giờ nó đâu còn hồi sinh nữa đâu. Lúc nãy cái chữ hồi sinh của chú ấy đã bị cái con kia xài rồi. Victory ha. Ok, quá ngon lành luôn các bạn. Tính ra là thành viên này rất là xịn nha mọi người. Ôi, bây giờ là gặp được đội hình xịn rồi. Nhưng mà anh em mình hết lượt đánh rồi hen. Khá là tiếc luôn. Rồi,
Và các bạn ơi, bây giờ thì anh em mình sẽ ra ngoài nghỉ nhẹ sự kiện nha. Wow, anh em mình có thể xem quảng cáo nè để kiếm thêm điểm nha mọi người. Rồi, chỗ này thì anh Tây cũng cày muốn xì khói luôn đây. Ôi cha cha. Ở đây là mình đã được 4 trên 5 rồi. Bây giờ mình kiếm thêm khoảng 3 cái nữa ha. 3 cái nữa thì anh em mình sẽ được thêm một cái nữa là 5. Và mình sẽ có được cái chiếc rương này. Đó, chiếc rương này là xịn lắm nha các bạn. Đây, một con này thôi là thấy ngon lành cành đào rồi đấy. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực Advent đi nha. Nãy giờ là gõ xương xương. À, anh em mình muốn kiếm điểm chơi sự kiện này thì đâu rồi? Wow, chúng ta có thể thả cái bé rồng này ra. Con này là Titan nha mọi người. Ui, con này là hắn tay chưa có luôn nè. Rồi, một cái bé hàng gọi là siêu VIP luôn. Wow, con này anh em mình cho nó lên được tầm khoảng level bao nhiêu nha? Chắc tầm khoảng 30. Ok, 30 cũng được ấy. Ui, con này nó sẽ cho anh em mình thêm thức ăn nữa nè. Wow, mấy thành viên mà cho anh em mình thức ăn thì các bạn có thể cho nó lên level cao cao xíu. Để có gì nó sẽ tạo ra thức ăn cho anh em mình nha. Đây, bây giờ thì chúng ta sau khi mà cho rồng ăn thì mình đã kiếm được tầm khoảng 650 điểm nha. Anh Tây thì quần trên cái khu vực này cũng muốn xì khói luôn rồi. Mình đang ở vị trí nào đây ta? À, ở đây, bây giờ anh em mình bắt đầu di chuyển xuống nha. Wow, ok. Mỗi bước trên đây của mình là nó là tốn tầm khoảng là 70 mấy điểm luôn ấy. Hơi bị khoai. 75 điểm. 75 điểm để anh em mình có thể di chuyển. Số 3. Ui cha, sao nó ra con số 1 hoài thế nha. Cái con số 1 này nó khoai lắm luôn ấy. Số 3 các bạn ơi. Đây, con số này giúp anh em mình di chuyển mới lẹ này. Chứ con số 1 thiệt tình là di chuyển như rùa bò vậy. Còn có tầm khoảng một ngày mấy nữa là chúng ta hết sự kiện này rồi. Đó, cho nên là hai anh Tây cũng tranh thủ lắm luôn. Mình thì mình me mấy cái này nè các bạn. Anh em mình tranh thủ cố gắng. Bây giờ là cho con số 1 đi. Bây giờ là năn nỉ nó luôn ấy. Số 1. Nhưng mà nó không chịu ra biết sao giờ. Mình thì mình phải lấy được mới được. Chứ mình không muốn bỏ các bạn ơi. Mình lấy con số 1. Ê cha, bây giờ nó ra con số 3 mới đâu. Chua quá nha. 1, 2, 3. Bây giờ anh em mình đi đường nào bây giờ? 1, 2, 3. Giờ là mình muốn lấy cho bằng được luôn ấy. Bây giờ là tốn bao nhiêu điểm cũng phải lấy cái nút này về hết các bạn ơi. 2, đây rồi. Cuối cùng thì nó cũng đã chiều lòng anh em mình rồi các bạn. Nó cho mình đi vòng vòng nãy giờ luôn ấy. Rồi, yeah, được một cái nha. Tiếp theo mình còn một bước nữa là lên mây rồi. Ok. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.